chủ thành London cũng tìm được mạch chiến thắng của mình với hai chiến thắng liên tiếp trước Aston Villa và Leicester City. Tuy nhiên, sự phập phù trong lối chơi cả hai trận đấu là điều mà chúng ta có thể thấy được. Hãy nhìn vào trận đấu với Aston Villa. Đội chủ nhà với một cách tiếp cận trận đấu hợp lý đã làm khó đoàn quân của thầy trò Mikel Arteta trong phần lớn thời gian của trận đấu. Và phải chờ đến khoảnh khắc xuất thần của Jorginho thì The Gunner mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn trong trận đấu với Leicester City, họ áp đảo hoàn toàn thế trận, vượt trội hơn đối thủ phần lớn ở các chỉ số, nhưng chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng được ghi. Với 0.65 xG có được trong trận đấu đó, có lẽ Martinelli với đồng bọn khó có thể hài lòng được với màn trình diễn của mình. Dường như các cậu học trò của Arteta đang dần bị bắt bài. Trong trận đấu gần nhất, các fan hâm mộ hoàn toàn có thể thấy được hai quân bài chạy cánh nguy hiểm nhất của Arsenal là Martinelli và Saka bế tắc như nào trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương. Đây chính là một trong những bài đánh chính của đội chủ sân Emirates, và việc đối phương có giải pháp đối phó sẽ là một mối nguy ảnh hưởng rất nặng tới lối chơi chung của pháo thủ. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, cũng có khả năng trận đấu cuối tuần vừa rồi chỉ là một màn thi đấu dưới sức của các cầu thủ trẻ mà thôi. Quan trọng nhất là Arsenal vẫn có được 3 điểm trong tay. Mặc dù vậy, Arteta chắc chắn cần các cậu trò của mình ở phong độ đỉnh cao nhất trong trận đấu giữa tuần này. Họ sẽ phải đụng độ Everton, đội bóng đã đánh bại họ ít tuần trước đó. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sean Dyche, đội bóng vùng Merseyside cũng đã có những chuyển biến nhất định trong lối chơi. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng 2, thua 2, đặc biệt có trận thắng 1-0 trước Arsenal. Dường như ban lãnh đạo Everton mang ông về với chỉ một mục đích duy nhất, trụ hạng. Vậy nên, lối chơi của họ vốn dĩ thực dụng lại càng trở nên thực dụng hơn bao giờ hết. Tử thủ, không cần chiến thắng, hòa cũng là một kết quả chấp nhận được. Nhìn vào những trận đấu của Everton trong 4 trận gần nhất, chúng ta có thể dễ dàng thấy được điều đó. Vậy nên, anh em nào tinh ý cũng có thể nhận ra rằng dưới sự dẫn dắt của Sean Dyche thì kết quả chỉ toàn về xỉu mà thôi. Tuy vậy, trong trận đấu sắp tới đây, bộ đôi mực chuyên gia lại tin tưởng rằng gió sẽ đổi chiều. Chúng ta hãy cùng đến luôn vào những nhận định chuyên môn nhé. Mức chấp mà nhà cái đưa ra cho trận đấu này là Arsenal trừ 1.25. Đúng như bộ đôi mực chuyên gia đã dự đoán, đây sẽ là một trận đấu mà mọi thứ thay đổi. Với mức chấp này, Arsenal hoàn toàn có thể xử đẹp đối phương khi hai bàn kích biệt là không có gì khó đối với họ cả. Chưa kể đến việc, như những thông số mà anh em mình đã cung cấp ở video trước, thì tỷ lệ thắng tại sân nhà của pháo thủ lên đến 70%, hoàn toàn có thể tin tưởng được vào đội bóng này. Còn ai mà lăn tăn về trận thua trước của Arsenal thì anh em có thể yên tâm, khi đó là một thế trận mà Arsenal áp đảo hoàn toàn và chỉ để thua một cách xui xẻo mà thôi. Đoàn quân của Sean Dyche không hề có bài vở gì nhiều, mục tiêu của họ chỉ là tử thủ đến chết. Vậy nên, khi phải đối đầu với một pháo thủ đang hưng hư khí thế cho chức vô địch thì Everton khó có thể gây được bất ngờ ở lần gặp lại. Arsenal handicap nha anh em. Đối với kèo tài xỉu 3, rõ ràng đây là một mức chấp lớn. Đặc biệt là khi những trận đấu gần đây, hai đội đều có kết quả xỉu, và cả lần đối đầu trực tiếp trước cũng về kết quả xỉu luôn. Ở trận đấu này, với lợi thế sân nhà của mình, nhiều khả năng sẽ là một trận đấu vui dập của thầy trò Mikel Arteta nhằm củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, cũng như giữ được một khoảng cách an toàn với đội xếp thứ hai là Manchester City. Còn đối với Everton, chuyến đi này xem ra là đi dễ khó về rồi. Tài nha các con vợ.